Hi, xin chào em, chào mừng em đã trở lại với kênh Sơn Ngọc Figure. Để bạn đã biết rồi gì, dịch căng thẳng thành phố Hồ Chí Minh phải đóng cửa và tạm ngưng rất là nhiều dịch vụ và nhiều công ty phải đóng cửa rồi cho nhân viên tạm nghỉ hoặc làm việc tại nhà. Đó thì mình cũng nằm trong danh sách là không làm được như vậy. Vì mình là làm dịch vụ máy tính mà mình phải đến nhà người ta cài, mà dịch như thế này thì đâu thể nào mình đến được. Nên thằng suốt một thời gian dài ngày qua mình đâu có làm được gì đâu. Cũng may là vừa có chỉ thị mà trong thành phố cho mở cửa buôn bán cũng như là làm đi làm lại bình thường á, thì mình mới có dịp đi làm lại các bạn. Thì rất may là vừa được có giấy đi đường nữa, nên vừa được mà đi làm lại thì có khách ủng hộ các bạn. Đó, giờ mình cài máy nè, thì hôm nay lại có một người bạn của mình giờ mình ráp máy các bạn đó, nên mình sẽ làm cái clip ráp máy, chia sẻ cái clip ráp máy cũng như là không chiếc máy đầu tiên trong cái sau cái bước giãn cách này các bạn đó. Ok, thì cái cấu hình của máy này mình ráp cho bạn mình là con i5 10400 các bạn đó. Rồi mình sử dụng một cái men H470, thì cái men này có 4 GB RAM nha. Rồi sau đó thì mình sử dụng RAM KingMax 8GB đó. Rồi cái nguồn thì mình sử dụng mình sử dụng nguồn Acibel iPower 600W. Rồi một cái ổ SSD 240GB. Đâu ta, cái chỉ số đâu ta, đây 240GB đó. Rồi một cái ổ cứng thường Western Blue 1TB để chứa dữ liệu đó. Thì bạn mình có tự nhiên không thích dây rườm rà, bạn có yêu cầu cho mình lắp một cái cạc wifi đó, mình mua cái cạc wifi Turbolink đó. Đó cũng như là một cái bộ bàn phím chuột Logitech không dây đó. Rồi còn cuối cùng là cái cây Sama đó, Shadow, nhưng mà ở đây nó bự quá mình không để được, nó bự nên bàn được. Mình sẽ quay trong cái clip ráp nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành ráp máy nha các bạn. Let's go.